Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn đến với kênh truyền hình ô tô Bika TV. Và đây là chuyên mục xe đã qua sử dụng. Ngay trước mặt các bạn thì chính là một mẫu xe rất là duyên dáng và rất được yêu mến tại thị trường châu Âu. Không chỉ có người châu Âu, người Pháp mà ngay cả người Việt Nam cũng rất yêu mến cái dòng xe này. Đó là dòng xe Peugeot phiên bản 5008 các bạn nhé. Xe này sản xuất năm 2018 các bạn nhé, 2018, biển 30F14487, biển Hà Nội. Chúng ta sẽ đi một vòng để có thể trải nghiệm cái dòng xe này các bạn nhé. Trải nghiệm dòng xe này, đi một vòng các bạn nhé. Đấy. Thời tiết thì thời điểm này rất là nóng, và nếu như anh em nào mà mua được một cái mẫu xe để đi thì phải nói là tuyệt vời, không có gì bằng. Bởi vì là ngay cái hệ thống điều hòa nó đảm bảo sức khỏe của chúng ta rất là nhiều, đúng không ạ? Đây, các bạn có thể đi xung quanh vòng các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ khám phá từ bắt đầu từ đằng sau. Đây, các bạn có thể nhìn thấy đây. Peugeot 5008. Cái cửa này cũng được thiết kế là cửa hậu điều chỉnh điện và có chức năng đá cốp các bạn nhé. Đấy, chức năng đá cốp. Đấy, đây là cái biểu tượng của chức năng đá cốp các bạn nhìn này. Đây, các bạn có thể nhìn thấy cái cốp đây. Đấy, nhiều người... Đây, cốp đây. Đấy. Nó có một cái ghế phía bên sau này các bạn nhìn. Đấy, ghế bé bé phía bên sau này. Đấy, gập vào đây. Đấy, có ghế bé bé phía bên sau nhá. Đấy, đây là phiên bản 5+2 các bạn nhá. 5+2. Rất là đẹp đúng không ạ? Rất đẹp. Nhỏ nhắn xinh xắn. Đi trong đô thị cũng rất là tốt. Nó không quá nỗi cồng kềnh to tác giống như kiểu là dòng Toyota Fortuner, Honda CR-V. Mức tiêu thụ của cái dòng xe này các bạn có thể nhìn thấy là ngoài đô thị là 5,52 lít trên 100 km, trong đô thị là 9,21 lít trên 100 km, và đường kết hợp là 6,88 lít trên 100 km các bạn nhé. 6,88 lít trên 100 km. Đấy các bạn nhìn này. Keo chỉ thì các bạn có thể nhìn thấy. Vâng. Khi mà các bạn mua một cái mẫu xe đã qua sử dụng ấy, thì chắc chắn các bạn sẽ phải quan tâm đến xe có bị tai nạn hay không, có ngập nước hay chưa, có bị tháo cỏ máy hay không, và giấy tờ an ninh an toàn này có đảm bảo hay không. Thì đấy là những yếu tố chính mà quý chị các bạn nên quan tâm. Đây các bạn có thể nhìn thấy cái keo chỉ đấy vẫn còn rất là nguyên bản các bạn nhé. Màu trắng rất đẳng cấp, chị em phụ nữ đi thì không còn gì tuyệt vời hơn. Kính được thiết kế với kính màu chống tia tử ngoại. Đấy, kính màu đen các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, keo chỉ này. Ngay cả cái keo chỉ là làm rất là tinh tế các bạn nhé. Đấy, làm rất là tinh tế. Đây Peugeot này, công ty trách nhiệm sản xuất ô tô cao cấp Thaco các bạn nhé. Đấy, sản xuất thì tại Việt Nam. Xe thì các bạn có thể nhìn thấy cái dòng xe này ấy, thì được trang bị thêm rất nhiều, tức là đã rất là hiện đại các bạn nhìn này. Ghế ngay cả ghế bên phụ cũng được chỉnh điều chỉnh điện các bạn nhé. Ghế bên phụ chỉnh điện. Ghế phụ chỉnh điện này. Ghế đằng sau xe. Rồi động cơ các bạn nhé, động cơ. Đây các bạn nhìn này, xe này trang bị khối động cơ TSV 1.6 các bạn nhé, 1.6. Đấy, nhưng mà cũng rất đẳng cấp, 1.6 turbo các bạn nhé. Đấy, 1.6 turbo. Ghế lái các bạn nhìn này, ghế lái này, chất liệu ghế còn rất là mới. Và những ghế được trang bị nhớ hai vị trí này, nhớ hai vị trí nhá. Có xấy ghế này, có đẩy ghế này. Đấy, đây vô lăng này. Rồi cần số dạng hộp số ZF các bạn nhá. ZF. Các chế độ lái này các bạn nhìn này, rất đẳng cấp đúng không ạ? Xe đi được 48.565 km. Phanh tay điện tử. Engine start stop. Lấy chuyển số trên vô lăng.
đầy đủ hết các bạn nhá, không thiếu gì cả. Ok. Các bạn thân mến, thì xe này chúng tôi đang chào bán với cái mức giá là với mức giá nhá, 1.079.000.000 đồng, và giá thì vẫn có thể thương lượng được. Nếu như quý anh chị nào thực sự đam mê dòng xe này và mong muốn sở hữu dòng xe này thì chúng tôi sẽ dành cho quý anh chị các bạn một cái giá hết sức đặc biệt. Đặc biệt hơn nữa, nếu anh chị em nào mà đăng ký kênh của mình truyền hình ô tô Bika TV thì chúng tôi sẽ tặng cho anh chị một cái phiếu giảm giá trị giá từ 5 đến 10 triệu đồng khi đến trực tiếp mua xe tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Xe vẫn đang có chế độ hỗ trợ trả góp lên đến 70%. Như vậy chỉ cần chuẩn bị khoảng tầm 300 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý chị các bạn trong những chương trình tiếp theo.